Hello, welcome back. Chúng ta cùng chơi level số 4. Phải nhặt nhiều cái màu xanh này thì mới chạy nhanh được. Cái màu đỏ kia là ngất ngay. Đó, cái anh này chạy rất nhanh, lại còn chạy về phía rừng này thì chạy làm sao cho thoát được. Ta vừa bắt được một người xong. Rồi và bây giờ là level 5. Ủa đi hơi chậm. Chắc phải lấy thêm nhiều cái này nữa. Ủa biến hình luôn này. Không biết ở cái giường ấy có cái gì mà kinh khủng thế nhỉ. Ồ. Trời ơi cái hình thù này đáng sợ thế nhỉ.